ăn đẹp hơn. Vâng, một cánh rừng đầu cạnh nhà của cái thủ chim sẻ. Rất nhiều những bóng gỗ cạnh nhà chim sẻ và toàn bóng gỗ 75 thôi. Và chị boy cầm phô và anh long cầm pan. Quả đầu 7 yêu đầu thấy rồi. Dành cho cái thủ chim sẻ. Đây là trận thi đấu thứ hai ở trong siêu thứ ba. Và cơ cấu nông dân để có thể khai thác bãi quả đầu 7 cây đến từ cái thủ chim sẻ nhàng. Và bên kia thì có game thủ Sen Long cũng cầm pan. Và đây là mặt máy của game thủ Bùi Việt Nam. Trận trước thì Bùi Việt Nam dường như là một tình huống mà đặt cái bóng nhà ra và Chipboy lỡ tay và gõ nhẹ một cái và xong luôn một trận đấu. Và trận trước thì là một trận đấu mà mình đã không tập trung bình luận, thì rất xin lỗi quý vị khán giả, các bạn vừa chạy ra ngoài một chút xíu. Trận này thì chúng ta sẽ tập trung hơn. Và thời điểm đầu thì cả ba nhà chậm dân của Chipboy nhanh nhất, Chipboy 8 dân còn ba nhà lại 7 dân. Và Chipboy cầm phô, còn game thủ Sen Long và chim sẻ cầm pan. Bài Grex của Bùi Việt Nam thì quả đầu dường như là cũng có 7 cây, một cánh rừng gần nhà. Móng gỗ thì chỉ có một cây gỗ gần nhà mà thôi và đang đi tìm đồ ăn để đưa về. Có một bầy hiêu hướng lên mặt 12 giờ rồi. Và chiến thuật trận này thì thôi thì hai nhà cùng rơi ra mà chém thôi. Chim boy chắc sẽ cùng này chém nốt không? Và Sen Long cầm pan thì chắc là bây giờ anh Long không giống ngày xưa nữa. Và pan không có đánh cung R. Và tôi bây giờ mới thấy anh Sen Long cầm pan với sách cung R để bắn chiếu chiếu đau đầu. Một bài mà game thủ Bùi Nam cũng đã có một bầy hiêu 5 con, một bãi quả phụ và bầy hiêu 7 con ở Bùi Việt Nam. Hai con đâu sau cây gỗ và mặt máy game thủ chim sẻ. Quan trọng là bài pan của sẻ. Và có những trận đấu mà bài pan sẻ khung nhà chém chết game thủ Sen Long trong vòng một nốt nhạc. Và trận này thì các bạn có thể nhìn thấy chim sẻ nắng vẫn đang lẩm bẩm để chỉ đạo chiến thuật cho Bùi Việt Nam. Bài sẻ thì ok rồi. Hiêu đầu 5 con, hiêu phụ và một bãi quả phụ ở ngay cạnh quả chính của chim sẻ nhàng. Rừng thông cạnh nhà, gỗ đầu là siêu gần và xả thịt bầy gỗ đầu thôi. Nếu như đi dò tìm thấy voi hoặc là một bãi quả phụ nữa thì sẽ là bài mắc binh để từ cái thủ chim sẻ nhàng. Và hy vọng chúng ta sẽ có chiến thắng hủy diệt 3-0 về C trước cặp đôi Chipboy và Sen Long ở trong nội dung 2 random. Và đánh cho đôi bạn hiểu thôi. Và bầy hiêu đầu được đưa về rồi. Buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục bình luận kèo 22 cung R Assyrian, chim sẻ nhắng và game thủ Đổ Thánh sẽ đối đầu với cặp đôi Chipboy và Sen Long luôn. Và trước khi đến với kèo buổi tối thì mình lại phải chạy ra đấu một để bình luận thêm một kèo nữa. Cơ cấu nông dân để có thể khai thác bãi gỗ và chiếc bên đầu của sẻ còn nhân đôi để ăn cả bầy hiêu nữa, rất là tiết kiệm. Vâng, hai quả phụ thì sẻ luôn, mắc binh thì xong rồi. Vâng, chắc là Sen Long cũng không thể đột biến bằng cái vụ chim sẻ nắng được đâu. Vâng, tôi nghĩ là như vậy, đấy nhận định của cá nhân mình thôi. Vâng, lùa thêm hiêu về trước bên đầu để khai thác đến từ cái vụ chim sẻ nhàng. Ây, vâng, lỗi rồi. Vâng, thêm bầy hiêu 5 con ở đây nữa thì sẻ. Vâng, xả thịt bầy hiêu, ok. Vâng, 20 dân đến từ cái vụ chim sẻ nhàng hơi quá tay. Một tơn xin dân quá tay. Bình thường bài 3 đánh 19 dân đã là nhiều rồi, đánh tới 20 dân. Quả phụ thì có 6 cây, 5 cây, 6 cây. Và một bãi quả phụ nữa hướng sang nhà game thủ Bùi Nam, liệu có nhường không nhỉ? Đây là mặt máy game thủ Bùi Nam Grex. Một bầy hiêu được đưa về, một bãi quả phụ hướng đến 12 giờ. Bãi quả giữa hai nhà. Vâng, như vậy bãi quả hướng đến 12 giờ thì Chipboy là người ăn chanh. À, vâng, ok. Vâng, cậu thì kinh rồi. Vậy móng đi. Thế đã thế lên ăn bầy hiêu. Và Chipboy trận trước đập móng Bùi Việt Nam, trận này đang cay. Vậy móng để xem Nam có đập lại không, nhưng không, Nam không đập. Và Nam sẽ ăn bầy hiêu này. Đây là chiếc BS của Bùi Việt Nam. Ai da 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 da. Đúng là phô. Nhiều gỗ. Cay thật. 24 trên 28 dành cho Bùi Việt Nam. Đối đầu với con phô này thì mình nghĩ là Nam sẽ vất vả đây. 9 kick 2, chết dở rồi. Và 9-10 kick 2 với 24 dần hỏng rồi. Cụ đi rồi đấy. Thôi cậu sẽ cố một cân đôi thôi khi bán bãi quả giữa hai nhà như thế này rồi. Vâng, lên đời xong, đóng nhà điều kiện. Đây là BM. Một bài kick ở trong đầu 9 dành cho cái thủ chim sẻ nhắn không? BL 4 dần đóng thì chắc sẽ kick 9. BM 2 dần thế này, cuối 9, 10 tròn. Vâng, 10-0-2 với 20 dần bàn. Xin ngựa giò luôn rồi. Ăn hai quả phụ như này là ý đồ cân đôi chia sẻ. Còn Nam thì sẽ cố gắng nhảy nhụa với Chipboy ở bài kích 9. Nhưng mà là 9 kích 2. Công giáp cho ngựa giò. Và sẽ phải đối đầu với Sen Long. Và Sen Long lên đời cũng được. Bài Sen Long kích tầm 10-20. Khi được cầm pan với đàn. Và đây là bãi vàng của cái thủ chim sẻ. Rất là ok.
Vâng, đây là nhà của ứng thủ xe lòng soi máu. Không có tình huống soi máu thì sẽ khi mà chưa lên xong công. Bây giờ lên xong công rồi thì sẽ chọc vào những nông dân của ứng thủ xe lòng thôi. Đang tạm một dân. Ok luôn. Một dân xe lòng nằm xuống nhưng con giò này không có giáp. Khá là đau đây. Vâng, L2. Khô máu rồi. Đã chơi là phải khô máu. Bỏ nốt cái bãi vàng của mình và tìm tiếp những cơ sở làm ăn của game thủ xe long để chơi thôi. Lực còn từ bãi quả phụ thứ hai đến từ game thủ chim sẻ. Bãi quả phụ này vẫn còn một cây nữa, ăn nốt thôi. Vâng, đây rồi. À, vâng, anh đây à, anh đội nón đi đâu này? Vâng, gõ tạm còn nữa này thì đội nón này 2L bắt đều không đủ gỗ nữa, cấp bánh xe vì đang ra ruộng lên đời sớm nhất bản đồ, đó là điều đương nhiên rồi. Sắp luôn tơn hai không phải bánh xe vội tìm nhà game thủ xe long vào bổ. Ai 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 ai. Vâng, xe lòng đã xây cái chỗ này rồi. Vâng, tạt. Tạt. Có tạt sang nhà chim bòi không? Nâng cấp bánh xe đến xe. Vâng, như vậy là có con giò xe lòng đến đây thì bắt chết con giò này luôn. Bắt chết luôn con giò này, không được dẫy luôn. Chết giò đến xe lòng. Quá đơn giản. Và chim sẻ đang muốn tạt chéo sang nhà chim bòi một tơn. Chỗ này là cái gì mà vâng, anh Long bò nhà rộng thế hả rời. Tạm lại chim sẻ là 25. Vâng, đây là khoanh ruộng của game thủ xe long. Một lạc đà đứng lại chơi không đứng lại chơi khoanh ruộng này rồi. À, đây rồi, đây rồi, đây 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 đây. Game thủ xe long trốn rất kỹ nhưng vẫn bị chim sẻ đáng tóm được. Vâng, thêm hai nông dân nữa, cái bãi ruộng này cũng phải bị chém. Ok luôn. Vâng, anh Long đã gần như là đi luôn rồi, sẽ nâng cấp chặt gỗ, ý đồ cân đôi rồi. Tôi không dám xem màn máy game thủ Quảng Nam khi mà đối đầu với bài phô của game thủ Hello Chip Boy. Đây là nhà Chip Boy đánh cung. Vâng, cung thổi phù nếu chim bòi. Hay là cung A. Vâng, đây là bài cung thổi phù thôi. Mình nghĩ là bài cung thổi phù. Và xe lòng cũng đã có lạc đà tại bán hoang của ứng thủ chim sẻ rồi. Và chưa chết con nông dân nào nhưng cần phải bắt chết con lạc đà này đã, lên chém 4 để chém nhau với những con cung đời của ứng thủ Hello Chim Bòi. Vâng, không chết dần và bắt chết con lạc đà này của xe lòng. Quay lại chém chết game thủ xe lòng không. Đưa về thế trận 2-1 và bơm đồ cho Bùi Việt Nam lên tránh xe. Vâng, xe tạm thời mới đi một dân thôi. Vẫn còn 19 con nông dân nữa của cái thủ chim sẻ nhàng và lao vào nhà cái thủ xe lòng. Vâng, one hit người cầm bàn về phía đội bạn và đưa về thế trận một mình game thủ chim boy cầm phô cân đôi. Vâng, xe lòng đi thêm thời gian nữa rồi, thêm ba nông dân nữa vào bãi vàng. Bay luôn, bay luôn, bay luôn, bay luôn bãi vàng để cho xe lòng. Ôi trời ơi, vâng, anh Long làm gì không để ý này. Vâng, đang lao vào bãi gỗ của chim sẻ nhàng nên cái thủ xe lòng không để ý nông dân của mình. Vâng, chết sạch dân dành cho xe lòng luôn, không cửa dãy khi sẻ vẩy e. Quá hay dành cho thủ chim sẻ nhàng với những tình huống chém của mình. Timeline là 27/32. Một bài cầm bàn, vâng, vẫn thể hiện một phong độ cực kỳ là bá đạo. Vâng, bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Bây giờ thì kể cả là chip boy mà thò mặt ra ngoài thì sẽ có thể cứa cổ. Vâng, chém bất kỳ một cung cua nào. 34 dân đến từ thủ Hello Chip Boy. Và timeline cũng sẽ là 29. Và Bùi Việt Nam timeline bao nhiêu? Vâng, gần đây Bùi Việt Nam timeline cũng 3 xịch luôn. Ôi trời ơi, ưng quá. Vâng, công ca đến từ Bùi Việt Nam và gọi sẻ sang đi. Vâng, công ca không thành công và đang tăng L2 rồi. Dường như đó một tên công ca không thành công. Và có cung rồi, chim bòi bắn khu giữa hai nhà và sẽ long sang với một con lạc đà. Và Bùi Việt Nam cần phải kéo ngựa chém mình về để thủ con lạc đà này của đội bạn. Và có ca đây rồi. Và như vậy là đợi ca và đợi sẻ sang. Và chim bòi căng nhất là chuyển cung A được chưa. Và chúng ta đến với màn máy game thủ chim sẻ. Ca bắt đầu dọi rồi, màn máy của sẻ. Và sẻ đang rình bò với rất nhiều phù và cung A đến từ chim bòi là thật. Và cung A thật anh em ạ. Khó đấy, có cả phù nữa. Vâng, cầu với cung A đi, vâng, phù đang được đưa ra bên ngoài. Và bây giờ thì không ngán cái gì nữa này, ông phù đi. Đấy, ông phù được bao nhiêu phù hết đi. Vâng, tôi cho cậu phù đấy. Lao vào để chém những con phù thủy của đội bạn. Con phù này vâng vẫn đỏ nhưng vẫn lao vào chém và lủng cả gỗ. Thì chim bòi này thì cung thổi phù với chúng tôi này. Tham lại là 26 dành cho cái thủ chim sẻ đáng và kết hợp cùng Bùi Việt Nam dọn nhà của chim bòi luôn. Không có cửa dãy dành cho game thủ Hello Chip Boy. Mặc dù ở nhà sẻ vẫn đang bị game thủ xe long chém nhưng nở ra thêm hai con lạc đà nữa thì có thể thủ được nhà thôi. Nhưng Chip Boy đi rồi ông giáo mà. Vâng, cung A vừa mới hóa hai áo bị chơi chết luôn. Vâng, phù thủy thì đã bị chém chết hết và game thủ Chip Boy toang luôn. Vâng, cạn lời. Vâng, và cung thổi phù để cho Chip Boy và lên cung A thì bị chim sẻ nóng và game thủ Việt Nam chém cho toang luôn. Vâng, vẩy e đến chim sẻ và tỷ số là 2-0 trong set thứ 3 dành cho cặp đôi của chim sẻ nóng và game thủ Bùi Việt Nam. Vâng, trận chém quá điên dành cho xe. Vâng, Bùi Việt Nam thì là 90 kinh hài nhưng chúng ta vẫn thắng.